Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đưa Đe. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chương trình adobe của dự án đất được mong chờ của rất nhiều anh em, đó là dự án Moon. Dự án Moon của mạng Moon Blockchain, một trong dự án chúng ta đã làm trước đây với các kèo Rejoice Deeper. Và với dự án hôm nay chúng ta sẽ cùng với CoinState chia sẻ pool tài thưởng là 3.000 đô. Và dự án sẽ phân phối 10 đô dành cho 300 người may mắn, và chương trình adobe của dự án này thì sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Sau đó thì sẽ phân phối vào thời gian TGE, tức là thời gian Nissan. Chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng tham gia dự án này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái ví, ở chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ ví, nó ví Keep PNR. Đấy, chúng ta sẽ dùng ví này để tham gia vào dự án này. Cần chờ chút nhé. Ok, rồi chúng ta cùng nhau nè. Chờ mình tí nữa nào. Hôm nay nó có cả. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chúng ta đi làm những nhiệm vụ dự án. Trước tiên là chúng ta sẽ follow một số kênh mạng xã hội. Chúng ta follow các kênh Twitter, hơi lag. Ok, đây mình đã follow cả hai kênh mạng xã hội này rồi, mình sẽ xác nhận cả hai cái nhiệm vụ này luôn. Có lỗi bởi vì là mình để cái này nó quá lâu rồi, các bạn chờ tí nhé. Vẻ là mạng được cải thiện một tí rồi, các bạn chờ chút. Rồi chúng ta sẽ follow các kênh mạng xã hội. Rồi, khó khăn nhất là phần Valley này. Mình đã đi thành công rồi, giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ Terra. Kênh thứ nhất này, kênh thứ hai này, chúng ta follow nhé. Rồi vào kênh Telegram là quá thể luôn. Rồi tiếp theo là kênh CoinState New. Ok, tiếp tục. Để hạn chế lag ấy, thì chúng ta đóng bớt tab đi. Đây là cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với anh em, chúng ta đóng bớt cái tab này đi. Nó sẽ hạn chế được lag. Chúng ta sẽ follow kênh Medium ra mở đây. Medium thì có thể là mình chưa vào được, vì cái Medium thì khả năng là bật VPN này thì mới vào được. Anh em thông cảm. Ta sẽ retweet và tag 3 người bạn. Còn này con tin luôn thì cho nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái link wallet ở Moon Molly, kết nối ví chúng ta. Đây, chúng ta sẽ kết nối ví cái Play Taylor. Try again. À quá, lại công mạng luôn. Rồi đây mình xem nào, cái Brighton mạng này thì cũng kết nối được rồi. Bạn chờ chút, mình xem qua tin lỗi gì đây. Hình như là phải dùng chuyển sang mạng Telnet. Măn này nó chưa chạy trên mainnet. Khắc phục sự cố rồi. Cái này thì đơn giản thôi. Nếu mà là Telnet thì chúng ta sẽ bật sang mạng Telnet. Setting.
Đây là mạng Mantanet này. Rồi. Thực tế nó cũng vậy thôi anh em ạ. Hôm trước mình có hướng dẫn cho anh em cái cách chuyển sang Mantanet. Để nghĩ ngẫm lại xem nào. Sorry anh em mở nhầm vị. Là ví mình đã có cái ví Mantanet rồi, cho nên là nó sẽ ra luôn cái phần địa chỉ ví luôn. Đối với nhiều anh em thì nó sẽ không ra luôn. Thì ta sẽ copy phần địa chỉ ví vào đây nhé. Tmall này, mình có cả Tmall luôn. Rồi copy phần địa chỉ ví vào paste đây này. Nó là Mantanet đấy. Các bước nó hướng dẫn cho anh em rồi, người ta chỉ cần kết nối ví, nó sẽ cho người ta cái thông số tích hợp mạng. Rồi. Buộc phải follow Medium các bạn, chờ một chút mình sẽ xử lý cái Medium. Có lẽ trong tất cả cách đối Medium là bật 4G lên và vào thì chắc chắn là vào được. 4G mà không vào nổi nữa thì bó tay luôn. Bạn mở cái Discord ra vào phần Asset Invite. Join rồi thì chúng ta có thể xác nhận luôn. Rồi vẫn phải lấy Discord link. Discord link thì nó sẽ không có cái link gì cả đâu. Để mình xem nào. Em chờ tí nhé, mình thử xem nào. Thử có lấy Discord link không. Như chúng ta thì làm gì có link anh em nhỉ? Bạn nghĩ xem là gì chúng ta có link đâu. Tôi lấy phần username Discord đi cho nhanh. Chắc chắn anh em không bao giờ có link. Discord không bao giờ có phần profiling cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ paste phần định. Username Discord vào để xác nhận thôi. Ok, sau một hồi thì chúng ta đã cùng nhau làm xong chương trình Allo với dự án MAN đúng không ạ? MAN blockchain trên Core State. Mong rằng nhiều anh em trên kênh chúng ta sẽ trúng được kèo này để có thể nhận được 10 đô MAN. Biết đâu 10 đô nó sẽ là một cái số tiền của giá trị hơn rất nhiều khi đi sàn thì sao. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.